Mohamed Salah đã đá chính cho Liverpool sau cuộc tranh cãi trên đường biên với Jurgen Klopp sau trận hòa trước West Ham ở vòng đấu trước. Bên kia chiến tuyến, Richarlison bị huấn luyện viên Ange Postecoglou của Tottenham loại khỏi đội hình xuất phát để Rodrigo Bentancur đá chính. Giữa cấp đã chơi sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc và xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2. Mohamed Salah ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu đẳng cấp trước khi Andre Robertson dễ dàng nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm ở cự ly gần. Robertson đã ghi 2 bàn trong cả 2 lần ra sân gần nhất tại ngoại hạng Anh cho Liverpool và lần đầu tiên anh làm được điều này. Cody Gakpo sau đó ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool ngay đầu hiệp 2 trước khi Harvey Elliott trừng phạt hàng phòng ngự kém cỏi hơn của Spurs bằng bàn thắng thứ 4 tuyệt đẹp từ bên ngoài vòng cấm. Đoàn quân của Ange Postecoglou vùng lên trong quãng thời gian còn lại nhờ vào các bàn thắng của cầu thủ vào thay người Richarlison và Son Heung-min. Nhưng cuối cùng, Spurs vẫn có thêm một buổi chiều thất vọng. Đội bóng Bắc London đã thua 4 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 20 năm và xếp đội thứ 4 là Aston Villa 7 điểm và trong khi chỉ còn 3 trận nữa. Cơ hội lọt top 4 của Spurs giờ đây chỉ còn trên mặt lý thuyết. Trong khi đó, chiến thắng trận này giúp Liverpool củng cố vị trí thứ 3 cũng như làm tăng hy vọng về một kết quả tích cực trong mùa giải cuối cùng của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Với kết quả này, Liverpool chỉ thua 1 trong 30 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh trước Spurs tại Anfield khi thắng 20 và hòa 9 trận. Dưới Klopp đã ghi từ 4 bàn trở lên trong các trận sân nhà liên tiếp trước Spurs lần đầu tiên. Với chiến thắng 4-3 vào tháng 4 năm 2023 và 4-2 vào ngày hôm qua. Trong khi đó, Spurs đã thua cả 4 trận gần đây nhất tại ngoại hạng Anh, chuỗi trận thua dài nhất của đội bóng này kể từ tháng 11 năm 2004. Cụ thể hơn, huấn luyện viên duy nhất chịu nhiều thất bại liên tiếp khi dẫn dắt Spurs ở ngoại hạng Anh hơn Ange Postecoglou đó là Osier Adilas với 7 trận từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1994. Kể từ khi giữ sạch lưới liên tiếp tại ngoại hạng Anh vào tháng 10 trước Luton và Fulham, Spurs chỉ giữ sạch lưới 2 trận trong 26 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Cả trong cũng để thủng lưới bàn mở tỷ số trong 4 trận gần đây nhất tại ngoại hạng Anh, chuỗi trận dài nhất kể từ tháng 1 năm 2023 với 7 trận dưới thời Antonio Conte. Đây quả thực là một tuần tồi tệ với Tottenham và Ange Postecoglou. Họ bị đánh bại trên sân nhà trước đội đang bám đuổi danh hiệu Arsenal, sau đó thất bại tại Stamford Bridge trước một Chelsea đang trẻ hóa và giờ đây đã thêm trận thua tại Anfield. Các số liệu thống kê cũng cho thấy người hâm mộ Spurs khó lòng chấp nhận khi trong 4 trận gần nhất, đội bóng thủ đô đã để thủng lưới 13 lần và ghi được 5 bàn, cũng như nhìn tấm vé tham dự Champions League tuột khỏi tầm tay. Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Spurs có nhiều điểm chú ý, trong đó có bàn trở lại đội hình xuất phát đáng nhớ của Musiala. Một tuần trước, tất cả những gì người ta nói về cầu thủ người Ai Cập đều ở bên ngoài sân cỏ, với sự bất đồng trên đường biên với huấn luyện viên Jurgen Klopp. Điều đó khiến tương lai Salah bị đặt một dấu hỏi nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi được trở lại đội hình xuất phát, Salah đã có màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Cầu thủ người Ai Cập mở tỷ số trận đấu rồi kiến tạo cho Andy Robertson và Harvey Elliott ghi bàn thứ 2 và thứ 4, đồng thời khiến hậu vệ trái Emerson Royal của Spurs có một ngày thi đấu đáng quên, đến mức hậu vệ này bị đồng đội Christian Romero chỉ trích sau khi hiệp 1 khép lại. Mo Salah đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh ghi hơn 10 bàn thắng và có hơn 10 kiến tạo trong 3 mùa giải liên tiếp. Anh cũng chỉ là cầu thủ thứ hai đạt cột mốc hơn 10 bàn thắng và hơn 10 lần kiến tạo trong cả 5 mùa giải ngoại hạng Anh khác nhau sau Wayne Rooney. Ngôi sao người Ai Cập đã ghi 12 bàn vào lưới Tottenham, nhiều thứ hai trước một đối thủ trên mọi đấu trường sau Manchester United với 14 bàn. Mo Salah đã chơi hay nhưng Harvey Elliott còn thi đấu xuất sắc hơn trong chiến thắng 4-2 trước Tottenham khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Anfield. Cầu thủ 21 tuổi có nhiều pha phối hợp đẹp mắt với Mo Salah. Anh thường xuyên giạt sang cánh phải để khoan phá vào vị trí của Emerson Royal và tạo ra liên tiếp cơ hội. Elliott kiến tạo bàn thắng thứ 3 cho Cody Gakpo lập công trước khi có cú sút tuyệt đẹp vào góc cao ghi bàn thắng thứ 4 cho Liverpool. Đây mới chỉ là trận đấu đá chính thứ 9 ở ngoại hạng Anh của Elliott trong mùa giải. Phần lớn 32 lần ra sân của anh đều đến từ băng ghế dự bị. Nhưng giờ đây, Elliott đã có 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo chỉ sau 1.183 phút thi đấu và chủ yếu đến sau khi anh thi đấu ở hàng tiền vệ. Elliott đã chơi nổi bật hơn ở mùa giải trước, đã đá chính nhiều gấp đôi số trận ở ngoài hạng Anh so với mùa trước. Màn trình diễn trước Spurs là minh chứng cho điều đó. Chiến lược gia tiếp theo của Liverpool chắc chắn sẽ thích thú về việc phát triển tài năng của Harvey Elliott và có thể biến anh trở thành ngôi sao tiếp theo của Liverpool trong tương lai gần. Vừa rồi là những điểm nổi bật trong trận cầu giữa Liverpool thắng Spurs 4-2 vào đêm qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.